Vâng, chung kết ngày hôm nay là những chiến binh rất là số má. 299, 127, 023 và 036. Anh em cùng dự đoán ạ. Và anh em cùng dự đoán con ạ, chiến chi nào nhất ạ? Hai chín chín đang rất găm đấu. 299 là của đại hội. 127 thì dê cầu rất đẹp. 036 thì đang quay lại, đấu rất tốt, bán bộ đẹp. Ra mỏ liên tục. Anh nói nhỏ đây. Anh em nói nhỏ đây để trọng tài tập trung nào. Bung xòe 299, bung xòe găm đấu 23. Chim 036 thì có những nhịp trận quay lại đấu khá tốt, cầu mỏ. Đây là 299 đấu rất là mạnh. 127 thì có nhịp dừng. 127 chú chim này rất hay có những nước ché ở những cái vòng top vòng ngoài, ché rất rất khép để đi mỏ kênh chú quốc đảng. Lý Quang Linh ở Quỷ Đỏ chắc được bạn nhé. Vào chung kết đã hết giờ rồi.